Kênh điện tử Giao Phát xin chào anh chị ạ. Khi anh chị đang cần một cái cân tiểu ly mini bỏ túi có độ chính xác 0.01g để anh cân những cái tem nhãn quần áo may mặc, hoặc là anh chị cân nhiều giống, cua giống, tôm giống, những cái hàng hóa mà có giá trị rất nhỏ và anh chị chỉ cân 0.1g, 0.2g cho đến 1, 2, 3g thôi. Và ví dụ như trong lĩnh vực cân mũ cao su thì một số anh chị cũng chọn tin tưởng chọn dòng cân này, và đặc biệt hơn cả là những anh chị nào trong cân nghêu giống, sò giống á, anh chị rất thích cái dòng cân này tại vì nó bền hơn, nó đĩa cân nó inox và nó lớn hơn một số cái dòng cân khác. Ở một số video clip khác thì cân tự Giao Phát cũng sẽ cố gắng so sánh trực tiếp với một số dòng cân phổ biến như là cân Pocket 200g chẳng hạn, thì cái dòng cân này nó như thế nào, nó tốt hơn địa điểm nào mà rất nhiều anh chị mà sử dụng chính thống. Chính thống ở đây có nghĩa là một công việc kinh doanh cụ thể. Còn nếu mà anh chị mua cho những nhu cầu cá nhân cân một vài lần được thôi á, thì anh chị có thể nghĩ đến ngay đến cái dòng cân Pocket 200g. Còn một số anh chị nào mà đang kinh doanh, đang cần một cái cân thật sự nó bền và có tính linh động cao và độ chính xác 0.01g, thì mình có thể nghĩ ngay đến dòng cân Notebook này. Và khi anh chị mua cân điện tử Notebook từ cân tự Giao Phát á, thì anh chị sẽ có ngay một cái hộp mới tinh như thế này anh chị ha. Trên cân thì cũng có, trên hộp thì cũng có cái hình, rồi cũng có mã sản phẩm là Notebook K1108 phiên bản 2. Chúng ta có đầy đủ những cái chức năng mà cân điện tử thể hiện trên gọi vỏ hộp luôn. Ví dụ như cân này chúng có chức năng là tự động tắt, rồi cảnh báo pin yếu, rồi chúng ta có thể trừ bị tối đa. Nghĩa là cái cân này nó đang là 300g hoặc là 500g. Hiện tại ở Việt Nam đang có hai cái mức đó, 300g hoặc là 500g, thì mình có thể trừ bị tối đa. Trừ bị như thế nào thì lát nữa cân tự Giao Phát cũng thể chia sẻ với anh chị về cái tính năng đó ha. Cân này sử dụng hai viên men tiểu, một cái đĩa cân inox rất lớn, có chức năng đếm, rồi cảnh ba, rồi ở đây là quá tải, rồi có nghĩa là có sự bảo vệ cân quá tải. Còn cái đơn vị sử dụng như thế nào anh chị thấy nè, ở đây chúng ta có đơn vị gam, OGS, GN, CT, TL, kg và pound. Thì như vậy thì chúng ta có rất nhiều cái đơn vị mà chúng ta có thể lựa chọn để sử dụng. Nếu như mà anh chị nào mà đang sử dụng đến cân vàng, chỉ phân ly mà cần một cái cân có tính linh động cao để ra ngoài chúng ta cân hàng hóa gì đó liên quan tới vàng, thì chúng ta có đơn vị sử dụng đơn vị TL. Còn nếu như mà anh chị nào mà cân, ví dụ như cân nghêu giống, sò giống, tôm giống, thì có thể dùng đơn vị là gam. Rồi một số anh chị đi nước ngoài thì có thể sử dụng đơn vị pound, ví dụ vậy. Vậy thì cái cân này nó có gì mà nó có nhiều ưu điểm như vậy ha. Thứ nhất á, có một sự khác biệt rất lớn so với một số dòng cân như là cân Pocket trên thị trường chẳng hạn. Cái dòng cân này nó nặng hơn. Một phần nó nói lên rằng là cái cấu tạo bên trong của cái cân này nó chắc chắn bị kiên cố hơn. Càng cái cân nó nặng hơn hẳn so với một số cái dòng cân khác trên thị trường. Thiết kế dạng nắp gọc vỏ sò, nó có một cái meca, anh chị thấy nè, meca nó bao bọc cả cái đĩa cân lẫn hệ thống bàn phím luôn, vẫn là màn hình luôn. Cho nên khi mà anh chị cất cái cân này trong ba lô túi sách á, anh chị yên tâm, nó không có bị cấn với cái đĩa cân, cũng không có bị cấn với cái màn hình, cũng không có bị cấn với bàn phím. Rồi chúng ta sẽ mở ra xem như thế nào. Đây, một cái cân. Chúng ta có một cái đĩa cân inox, cái lớp màu xanh mà anh chị đang thấy này, vì nó còn lớp siêu mà cân tự Giao Phát chưa có lột ra. Đến khi nào mà cân tự Giao Phát giao đến anh chị tự tay lột cái siêu này ra, là cái đĩa cân này nó sáng bóng và nó không có bị trầy xước gì hết ha. Chúng ta, và cái đĩa cân này rất là lớn, nó là một đĩa cân hình vuông 7 nóc và cái kích thước của nó tới 10, một cạnh như vậy là 11 cm. Như vậy thì nó lớn hơn tất cả các dòng cân tiểu ly khác trên thị trường. Cho nên là anh chị nào mà đang cần một cái cân tiểu ly có độ chính xác 0.01g, mà cần một cái đĩa cân nó rộng, nó thuận lợi cho mình cân hàng hóa mẫu, cân hóa chất, cân tôm mẫu, cân nghêu giống, cân cái gì đó mà cần cái độ chính xác tiểu ly cao, thì anh chị sẽ chọn ngay cái dòng cân này. Một cái màn hình LCD có đèn nền, anh chị nhìn thấy trong rõ trong camera luôn ha, có đèn nền màu xanh, cho nên mình có thể dễ dàng mình cân trong tối, mình di chuyển ở một nơi đó mà mình cần cân và cái điều kiện ánh sáng lúc đó nó tối, thì mình có thể dùng cân này rất là thoải mái. Rồi cái tính năng tự động tắt nó hoạt động đó anh chị, có nghĩa là mình không sử dụng khoảng chừng 30 giây đến 1 phút thôi là tự động tắt màn hình để tiết kiệm pin và an toàn cho cái cân của mình. Rồi còn ở đây thì cân có hệ thống tất cả là 4 phím bấm,
nó rất đơn giản sử dụng ha. Tí xíu nữa cần tự nhiên phát sẽ quay lại cái hệ thống bàn phím này sẽ nói kỹ hơn. Rồi, chúng ta tắt cân để chúng ta sẽ đặt bên dưới cân nó có cái gì. Ở đây có rõ luôn anh chị ha. Anh chị thấy rõ là mức maximum của cân là 500g, độ chính xác 0.01g, sử dụng hai viên pin tiểu AA. Thì cân điện tử Giao Phát luôn lắp pin sẵn cho anh chị rồi. Và anh chị khi mà anh chị nhận cân thì anh chị cứ sử dụng thôi, không cần lo lắng. Đây là pin pin 3A, pin pin remote TV anh chị. Cho nên anh chị nếu mà hết pin thì anh chị cứ mua ở nhà sách, tiệm tạp hóa hay là bất cứ một nơi nào đó mà gần gũi nhất anh chị mình thể mua pin dễ dàng lắp đặt và thay thế. Rồi, còn đây là thông tin của công ty cân điện tử Giao Phát. Có tất cả là 4 số điện thoại là anh chị để anh chị gọi nhanh bất cứ lúc nào mà anh chị cần đến sự hỗ trợ, ví dụ như hướng dẫn sử dụng hay là ví dụ như về sửa chữa. Còn trên đây thì vẫn có luôn cái mã vạch 3D để bất cứ lúc nào mà anh chị cần á, anh chị cứ gọi nhanh đến, có thể dùng cái camera của iPhone á, anh chị quét cái mã vạch này, nó sẽ hiện ngay đến cái thông tin của công ty kênh Giao Pháp và anh chị sẽ dễ dàng tìm kiếm hơn. Rồi, bây giờ kênh để Giao Pháp thử làm cho anh chị xem ha. Đây là iPhone mà anh chị có thể dùng. Sau đó chúng ta sẽ bật cái tính năng camera của iPhone lên và chúng ta đưa vào cái mã vạch 3D thì lập tức cái iPhone mình á, nó sẽ gợi ý liền là mở cái trang web cần tự Giao Phát ra và nó sẽ chạy đấy. Đây, rồi chúng ta sẽ có nhiều với sản phẩm ở trên website và chúng ta tìm đến cái mức cần là 300g hoặc là 500g, mình bấm vào đó thì sẽ thấy được cái sản phẩm cân điện tử mà mình đang xem trên YouTube này. Hoặc là anh chị có thể gõ nhanh cái website, tên website là cân điện tử Giao Phát .com hoặc là cân Giao Phát .com. Với thông tin mà hiển thị đang hiển thị trên màn hình đó, anh chị có thể dễ dàng tìm đến cái dòng kênh tiểu ly Notebook này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ quay về cái hệ thống phím bấm. Hồi nãy kênh Giao Phát đã nói sơ về cái hệ thống phím bấm này anh chị rồi ha. Với cái phím bấm này nó rất là to, rõ, cho nên bất cứ ai mà sử dụng cái dòng cân này thì đều sử dụng thoải mái cả. Nó to hơn cả một ngón tay của mình. Mình bấm cái nút này là chờ nó khởi động thôi. Trong quá trình mà mình chờ nó khởi động thì mình đừng có tác động tới nó, đừng có chạm tới đĩa cân. Và cân này là cân tiểu ly nữa, 0.01g, cho nên là mình tắt hết những cái yếu tố ảnh hưởng tới cái cân đi. Ví dụ như quạt gió, hay là nếu như mình đặt trong môi trường nào đó mà có gió mạnh thì chúng ta che chắn lại để làm sao đó cái môi trường xung quanh nó không ảnh hưởng tới cái cân này. Để mục đích để làm gì, để mình cân nó đạt đến cái trạng thái chính xác nhiều hơn. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu nói về hướng dẫn sử dụng cái dòng cân Notebook này. Khi anh chị đặt một cái cân này lên một cái mặt phẳng ổn định vì kiên cố, rồi chúng ta tắt hết tất cả các quạt gió xung quanh cái cân này đi. Tại vì dòng cân này dòng cân tiểu ly mà 0.01 mà, thì cân nó đòi hỏi cái môi trường nó phải tĩnh lặng để cân nó chính xác hơn. Sau đó chúng ta bấm on off, chờ cân nó khởi động. Trong quá trình mà cân khởi động mà hiển thị 0.00g á, thì anh chị không có chạm tới cái cân, cũng không có di chuyển cái cân, đặt cái cân ở trên cái một cái mặt bàn nó đạt cái trạng thái thăng bằng. Rồi chúng ta chờ cân khởi động đến khi nào mà cân hiển thị 0.00 thì chúng ta bỏ hàng hóa ra chúng ta cân thôi ha. Ví dụ như cân điện tử Giao Phát cân thử một cái nem cạp, rồi nặng là 1.34g. rồi đó là trọng lượng mà chúng ta ghi nhận 1.3334. tại vì đây trong môi trường gió mà cân thử quay Giao Phát đang quay video clip á, có môi trường gió. Còn trong sử dụng thực tế thì anh chị cố gắng nha, chúng ta loại trừ những yếu tố động tới để cho cân hàng hóa nó chính xác hơn. Rồi chúng ta nói về chính là trừ bì là phím tare này. Trong tất cả các dòng kênh điện tử thì phím tare gần như là cân thử nào cũng có cả, cho nên là anh chị nào đã sử dụng cái dòng kênh này rồi, dòng kênh điện tử rồi á, thì cái phím tare này rất quen thuộc. Còn với anh chị nào mà đang tham khảo video lúc này để mình lên để định mua thì cũng nên quan tâm, tại vì tất cả các dòng cân điện tử đều có phím tare và đều có chức năng cân trừ bì. Cân trừ bì là sao? Ví dụ như anh chị đang chọn mua cái cân này để về cân hóa chất, cân dung dịch, cân tôm mẫu, cân bổ cao su chẳng hạn, thì mình cần một cái cách nào đó để cân nó mới, nó sạch sẽ. Thì trước khi cân mình đặt một tờ giấy lên cái đĩa cân như thế này, mình đặt làm sao đó để không nó không có tựa vào cái nắp cân anh chị ha. Rồi thì lúc đó cân hiển thị là 4g, mình cân á,
cái mình cần cân á chính là một cái hàng hóa mẫu này. Mình nói ví dụ vậy, mình cần một cái cân để cân hàng hóa mẫu này. Mình không muốn nó hiển thị trọng lượng của tờ giấy này nữa, thì cái phím khi anh đặt một tờ giấy này, sau đó anh chỉ bấm file ra thì cân nó lập tức trở về 0.00, nói chung là cân trở về zero. Sau đó mình đặt cái vật mình muốn cân đây thì cân hiển thị là 47.4 gram, đó là trọng lượng của cái vật mình cần cân, đó chính là cái remote này ha. Chứ không, nó không có hiển thị cái trọng lượng của tờ giấy này nữa. Sau khi cân xong mình lấy cái tờ giấy này xuống thì cân nó sẽ âm đúng cái trọng lượng vừa rồi, thì mình muốn cân nó trở về zero để mình cân thì mình lại bấm tiếp tục bấm ta ra là cân nó trở về 0.00 để mình bắt đầu mình cân tiếp một cái mặt hàng hóa khác, ví dụ vậy. Rồi chúng ta đã xong cái phím ta ra rồi, chúng ta tiếp tục đến phím mod. Mod là mình bấm chuyển đổi đơn vị. Ví dụ như anh chị đang cân gram á thì anh chị là để anh thấy mà trên màn hình có chữ G. Còn nếu mà chị muốn cân vàng, cân carat kim cương á thì đơn vị sẽ T, ví dụ vậy. Hay là anh chị muốn đơn vị cân vàng á thì chúng ta vừa sử dụng đơn vị TL. Ở đây nó chỉ hiện chữ L thôi. Ví dụ đây là chiếc nhẫn. Nhẫn này là nhẫn không bao nhiêu trơn ha, mà nó có hạt nữa, cho nên ví dụ như mà ví dụ thôi. Ở đây nó là lượng này, chỉ này, phân này, ly này, cho nên là cái chiếc nhẫn này chưa tới chỉ, ví dụ vậy ha. Một số anh chị khi mua cân tiểu ly về cũng thắc mắc không biết là cân vàng nó hiện như thế nào, thì qua video này thì cân tôi muốn chia sẻ với anh chị là anh chị chuyển qua đơn vị TL tất cả những dòng cân điện tử tiểu ly khác ha, chứ không riêng dòng cân này. Anh chị có mua dòng cân bóc khác thì nó cũng tương tự như vậy, anh chị bấm qua đơn vị TL, sau đó anh chị nhớ giúp mình là trước dấu chấm này nè, lượng, chỉ, phân, ly. Rồi vậy là mình biết, mình bỏ vàng nên mình biết là nó đúng hay sai, cái cân nó đúng hay sai, hay là cái vàng nó đủ hay không. Rồi muốn trở về đơn vị gam thì anh chị bấm tiếp phím mod đến khi nào cân nó hiển thị 0.00mg là gam á, là chị tiếp tục cân hàng hóa bình thường thôi. Rồi chúng ta nói đến cái chức năng PCF đếm số lượng. Sau khi anh chị khởi động cân đây rồi ha, anh chị muốn đếm sản phẩm. Cái cân này nó hữu ích lắm, nó dùng đa dụng lắm. Ví dụ như một số anh chị nào mà trong may mặc hay trong sản xuất á, mà anh chị quản lý muốn cần mang theo cái cân này trong ba lô túi xách và đến truyền đến xưởng mà để cân những hàng hóa mà sản xuất mẫu á, có đúng trọng lượng, có đủ trọng lượng hay không, thì cái cân này hữu ích lắm. Tại vì nó thiết kế nắp gập như hồi nãy là cân tự do khách đã chia sẻ ha. Rồi nó có luôn cái tính năng đếm số lượng nữa. Ở đây thì cân tự do khách, ví dụ mình hòa là đếm cái những cái nem cạc này, hay những nem cạc này rất là nhẹ và cân này có thể đếm chính xác được. Rồi muốn đếm thì sao, anh chị bấm giữ cái phím BCS này đến khi nào mà BCS cái màn hình hiển thị chữ BCS và hiển thị con số 25 này có nghĩa là 25 sản phẩm mẫu mà anh chị phải đếm thực tế trước đó, có nghĩa phải đếm chính xác con số 25 rồi sau đó mà đặt lên cái cân. Ví dụ ở đây cân tự do phát ra đếm 25 rồi ha. Còn nếu như mà anh chị muốn thay đổi con số này, mình muốn nó nhiều hơn thì mình bấm phím mod này nè, 25 50 75, thì có nghĩa là cái trọng lượng, cái số lượng mẫu mà đếm chính xác này càng lớn thì lát nữa mình đếm số lượng hàng thực tế nó càng chính xác hơn. Nghĩa là ở đây mình chỉ ví dụ minh họa thôi, ở đây cân nó hiển thị 25 thì mình bỏ 25 sản phẩm lên, còn nếu như mình muốn nó chính xác hơn mình bấm lên 100% là thì mình đếm 100 sản phẩm này, mình bỏ được cái cân nó là mẫu. Rồi bây giờ mình chọn 25 ha, mình đặt 25 cái nem càng này lên, sau đó mình bấm cái nút BCS để xác nhận, thì lúc đó đó cái mình lấy đi một sản phẩm hay bỏ thêm một sản phẩm cân nó sẽ hiện rất là chính xác. Ví dụ mình bỏ thêm một cái nó hiển thị 26, bỏ thêm một cái nữa nó hiển thị là 27, hay mình ví dụ như mình lấy xuống một ít như vậy, mình biết là chắc chắn trên này nó còn 17 sản phẩm. Đây là tính năng đếm mà rất là hữu ích khi mà anh chị đi cân số lượng kiểm tra hay là cân số lượng hàng, số lượng mẫu. Tại vì cái cân này cân tiểu ly mà dễ dàng mang đi về, nó sử dụng rất là chính xác, tại vì độ chính xác nó là 0.01 gram. Như vậy là qua video này thì anh chị đã thấy rõ được là một cái dòng cân notebook có kích thước lớn, đĩa cân inox 11cm x 11cm, màn hình rất là lớn và có đèn nền, chúng ta dễ dàng cân trong tối trong điều kiện thiếu ánh sáng, phím bấm to rõ dễ dàng bấm. Rồi với thiết kế nắp gập nữa, bảo vệ tốt đĩa cân, màn hình và bàn phím, và sử dụng pin tiểu nữa, linh động nếu mình mang đi và dễ dàng tìm mua thay thế. Như vậy cái cân này nó quá tiện dụng ha.
vừa độ chính xác rất là cao 0.01 gram, vừa tiện dụng để mang đi và đa mục đích sử dụng, có nghĩa là vừa cân trọng lượng, vừa đếm số lượng mới, vừa có được cái chức năng là cân vàng nữa. Cho nên là cái cân điện tử này rất được nhiều anh chị sử dụng và tin dùng. Như vậy xem xong video này mà anh chị cảm thấy cái cân này nó hữu ích, nó đúng với mục đích sử dụng của mình á, thì anh chị có thể là truy cập website hiện trên màn hình luôn, hoặc là gọi nhanh đến số hotline hiện trên màn hình, thì cân giá phát sẽ báo giá tốt nhất và giao cân nhanh nhất đó anh chị ạ. Xin cảm ơn ạ. Và nếu anh chị nào đang xem video clip này trên YouTube á, thì cân tự giá phát để một đường link bên dưới phần mô tả, anh chị cứ việc kéo xuống dưới, nhấn vào đường link đó sẽ đến trực tiếp cái sản phẩm này, cái kênh điện tử này trên website của công ty kênh điện giá phát. Còn nếu như anh chị đang xem ở YouTube luôn và anh chị muốn để lại một lời nhận xét, một lời comment nào đó, thì xin mời chị để lại trong phần comment, thì kênh giá phát sẽ lắng nghe mọi ý kiến của anh chị và sẽ phản hồi nhanh nhất có thể. Xin cảm ơn anh chị ạ. Chúc anh chị nhiều sức khỏe, công việc thuận lợi và kinh doanh phát đạt ạ.